Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ có một buổi chụp ảnh khá là đặc biệt. Và nếu như các bạn tò mò về buổi photoshoot ngày hôm nay của chúng mình thì hãy theo chân bọn mình đến cuối video nhé. Và tất cả những hình ảnh video trong ngày hôm nay chúng mình cũng sẽ đều quay chụp bằng chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max. Và đây cũng là một video để chúng mình có thể test cam và gửi đến các bạn những cái đánh giá chân thực nhất về chiếc điện thoại mới này. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi make up và thay đồ nhé. Và chọn một chiếc váy đại Rose Wedding. Ở đây thì có cực kỳ là nhiều những mẫu váy đẹp, từ váy cưới này, váy chụp ảnh cho đến cả các bộ váy kỷ yếu nữa. Bên cạnh đấy thì ngày hôm nay mình cũng sử dụng dịch vụ make up và làm tóc tại Rose Wedding. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào đường link dẫn đến fanpage của Rose Wedding để có thể ngắm những bộ váy lung linh lộng lẫy. Và biết đâu là các bạn sẽ chọn được cho mình một bộ váy yêu thích để có thể mặc trong dịp trọng đại của cuộc đời mình thì sao, đúng không? Hãy truy cập vào đường link ở dưới nhé. Các bạn nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ chụp ảnh váy cưới một mình á? Chụp ảnh cô dâu là phải có chú rể đúng không? Xin giới thiệu với các bạn chú rể của mình. Trai hư ăn không phải dễ. Nhưng trai tốt phải vào vậy. Các bạn thấy chú rể của mình đẹp trai không? Dài trông đi đời này mà. Các em nào chết comment xuống phía bên dưới nhá. Chuyển trên xe cưới để đến địa điểm chụp. Và ngày hôm nay thì bọn mình được đi xe bởi một bác tài xế cực kỳ là giàu kinh nghiệm trong làng lái xe. Đây, những bạn có thể thấy là mình với chị May đang bị chia cắt bởi một bông hoa. Xin lỗi, bông hoa này hơi to. Bông hoa này to bằng hơn, to bằng gấp rưỡi cô dâu. Bye bye, chúc các bạn đi an toàn nhé. Chúc các bạn chúc chúng mình. Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Hải Triều. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi mà có mặt ở đây để chứng kiến ngày thành đôi của hai bạn trẻ. Tất nhiên rồi, một đám cưới như thế này thì không thể thiếu những khoảnh khắc đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại khoảnh khắc bằng chiếc iPhone 13 Pro Max. Bên cạnh tôi đây là một nhiếp ảnh gia rất là chuyên nghiệp tên là Trương Tuấn Phong. Và ngày hôm nay thì xin hỏi anh một vài câu như thế này. Đối với anh thì chụp ảnh đám cưới thì theo anh đâu là yếu tố quan trọng nhất? Theo mình những chụp ảnh album như này này thì cái yếu tố quan trọng nhất ấy là yếu tố liên quan đến khoảng gọi là khoảng chụp ảnh nhanh, bắt nét tốt. Và hoàn toàn chiếc iPhone Pro Max này thì cái gì ạ? Nó chi là quá khỏe rồi. Nó hoàn toàn là việc rất nhanh tức thời luôn ấy. Ok. Thế thì xung quanh đây là có rất nhiều cái địa điểm khác nhau. Thì theo anh đối với lại một concept chụp ảnh đám cưới thì địa điểm nào xung quanh đây là anh thấy là hợp lý nhất để chúng ta có thể chụp ảnh cặp đôi này? Tôi đầu tiên tôi định đầu tư Hà Vi một bộ ảnh phố Hà Nội, phố cổ Hà Nội cơ. Nhưng mà hôm nay Hà Vi sử dụng một chiếc váy, gọi là mặc một chiếc váy, khoác trên mình chiếc váy rất là dài, rất thướt tha, rất là lộng lẫy. Nên chúng tôi quyết định là tiến đến khu vực này, khu vực Metropole thì nó có cái phong cách là phê pháp khá là phù hợp. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại những bức hình cũng như là quá trình bọn mình đã chụp ảnh Hà Vi và May. If I'm not supposed to think about you like this, then universe is a bitch. 'Cause every single thought leaves your name on my lips. Universe is a bitch. Wish I could cut myself loose, but I hold on to you. Now I'm in your city wasting time. Oh God, I wish you knew. I hate being in between. I wanna make a scene, still hoping. Ngoại cảnh như này, mình mới đứng đây được 10 phút thôi mà mình đã muốn mở hơi tai rồi. Không hiểu các cặp đôi khác chụp cả ngày thì mệt như thế nào. Bảo sao ai chụp xong cũng bảo là kiểu nếu mà có cưới lại thì cũng không tổ chức đám cưới lần hai đâu ấy. Hôm nay mệt quá, nhưng mà được cái là mình đẹp quá ấy, nên là mình cũng cảm thấy bớt mệt hơn.
rồi, bây giờ là thời điểm mà bọn mình sẽ cùng nhau ngồi lại để xem những hình ảnh sau khi mà đã qua một số những phần hậu kỳ. Và mình lưu ý các bạn là tất cả những phần hậu kỳ này thì bọn mình đều làm hoàn toàn ở trên phần chỉnh sửa ảnh ở trên iPhone, thì không sử dụng bất kỳ một phần mềm thứ ba nào cả. Bây giờ hãy cùng nhau xem một vài những cái hình ảnh. Đầu tiên ở đây sẽ là một hình ảnh mà bọn mình chụp ở ngoài trời, đúng không anh Phong? Bây giờ thì là ảnh của Vi đấy, sau những cái màn tóc của Vi nó hơi... Hay là nó phải như thế hả em? Nó kiểu râu rán như thế. Anh phải... Phong gọi đấy là râu rán. Anh Phong, cá nhân anh khi mà chụp ảnh này thì anh thấy thế nào ạ? Nhìn chung anh thấy về cái cam bình thường ấy, em nhìn nhá, những ảnh này cũng thường anh dùng cái cam tele ấy để chụp. Thì anh thấy là cái cam tele ở đây nó đổi từ 2x sang 3x. Thì các bạn công nhận là thấy chụp đơn này rất dễ hơn ấy, cảm giác cái góc này nó sẽ... Tức là cái, nó vừa với khung hình chụp đơn hơn đúng không? Đúng rồi, với cả những cái khung hình kiểu chụp cận cảnh này thì nó rất là chuẩn, kiểu đúng kiểu là máy ảnh chụp ấy. Nhưng ngoài ra thì nó lại kiểu là bị khó ở cái việc là kiểu chụp đôi đây. Chụp đôi này anh cảm thấy cái góc này nó hơi chật hơn một chút. Mà nếu mà anh sử dụng cái cam mà cam đây, cam mắt thường đây thì thực ra cái phố cổ không đấy nó hơi bị nhiều rác ấy, thì khiến mình chụp khá khó hơn. Anh thấy cái cam 2x đối với anh chụp dễ hơn. Thì đấy là một phần kiểu nó là vừa là ưu cũng vừa là nhược của khi chuyển từ 2x qua 3x. Nếu chất lượng ảnh ấy thì hầu như hôm đấy anh chụp sẽ bằng chế độ chân dung. Anh cảm giác như là cái việc xóa phông ở trên con này có như là đạt đến, có như anh nghĩ là đến tiện cận hoàn hảo của chiếc điện thoại rồi ấy. Thì kiểu ví dụ ảnh này nhá, đây này chuyển ngược sáng nhá, tức ngược nắng ngược sau, và bây giờ mình có thể kiểu điều chỉnh F rồi đúng không? Tức là chụp ảnh trên điện thoại cũng chỉ đến thế này mà thôi, không hơn được nữa. Thế là mình đặt một câu hỏi là không biết là năm sau Apple làm gì với camera của họ đây. Họ làm cái phần xóa phông đằng sau rất là tốt, nhìn nó tự nhiên này, đặc biệt là cái phần mấy cái phần tóc này. Ok, đây bây giờ thì bây giờ thì anh Phong sẽ cho mọi người xem một cái app. Đấy, thì khi mà cái ảnh xóa phông của iPhone ấy nó nhận lại ấy, khi nó chụp ấy thì nó sẽ được tách biệt đây. Nó sẽ tách biệt các vật thể trước và sau như này. Đây cái phần ở xa xa như này. Đúng là càng xa đúng không? Thì xóa phông mạnh, còn những cái phần này nó đo khoảng cách này thì cái xứ xa gần này nó sẽ áp được hiệu ứng mà kiểu rất hợp lý hơn ấy. Những cái con là một cam kiểu chụp và xóa phông bằng kiểu thuật toán ấy thì nó không thể làm được những việc như này. Tại do nhiều cam ấy mới đo được khoảng cách xa gần như này đúng không? Việc xóa phông trên con iPhone này nó rất là mượt. Thì đấy, như lúc đầu tiên mình cũng đã chia sẻ với mọi người, đó chính là bọn mình thì chỉnh ảnh hoàn toàn là bằng phần photo ở trên iPhone, không sử dụng phần mềm bên thứ ba. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhìn qua một chút về ảnh gốc, xem là cái khả năng tối ưu hóa của iPhone ở trên cái phần điều chỉnh ảnh này như thế nào. iPhone 13 ấy, thì nó có một cái thời gian nâng cấp gọi là photographic style. Tức là nó sẽ tách một cái ảnh này ra để cắt chụp ảnh riêng ấy và chỉnh màu riêng. Trước đây em có dùng được mấy cái filter có sẵn là ở trên này như kiểu là kính tính mát rực rỡ các thứ này không? Không, tại vì thực ra là em không thích lắm. Em không thích lắm những cái filter đấy. Nó cái filter đấy khá là ngu đúng không? Mình nói thật thì xin lỗi, mình chỉ dùng từ hơi nó hơi kiểu bị kiểu chỉnh thì hơi quá. Nhưng mà riêng từ khi iPhone 3 này nhìn các cái filter nó áp vào trông nó hợp lý hơn. Nó hợp lý đúng rồi, nó hợp lý. Kiểu cái đặt cái gì vào trông cũng đẹp. Tức là nó sẽ có một cái AI gì để nó tìm được cái mặt da mặt này thì nó chỉ cho được phần này màu xanh thôi, cho đỡ bị ám xanh quá. Còn phần cây thêm xanh hơn kiểu. Đấy, anh cho các bạn xem, anh chuyển cho các bạn một vài cái đi. Đây là nguyên ảnh gốc đấy nhá. Ảnh gốc này, một vài cái rực rỡ này. Trông cũng có một cảm giác nó rất là nắng đúng không? Nắng đúng rồi, nắng. Ấm rực rỡ này. Cái này nó hơi có tông màu golden ấy, kiểu nó hơi kiểu nắng hơi vintage một tí. Chiều tà. Đây là cái ảnh mà mình test có test HDR của máy, tức là chụp ngược nắng, ngược kiểu đây là chiếu thẳng mặt trời nhá. Có thể nhìn vì đây thực ra chất lượng về chỗ này đương nhiên là không thể có là... khá khó tại vì chụp đoạn chụp này thì nắng mắt. Đến mắt mình nhìn ý, chỗ này ý, là mây với cả vi coi như đen thui thủ lùi luôn ý. Chỗ này là ngược thẳng mặt trời mà nó nhìn như thế này. Và đây là ảnh gốc, mình chưa sửa gì cả với ảnh này. Mình muốn cho các bạn xem được chất lượng gốc nó như nào luôn. Thì thường đây, thực ra là... cũng được chứ nhỉ? Cái rực rỡ đẹp anh ạ. Tinh chỉnh kỹ hơn thì nó sẽ chất lượng hơn. Trông khá giống ảnh cưới mà. Đúng ảnh cưới. Đây, đây là bộ mình đã cho các bạn xem về chất lượng ảnh RAW đúng không? Ảnh RAW thì nó sẽ không bị quá, cái bầu trời nó không bị harsh, tức là quá gắt như là ảnh phía nãy. Một khi chỉnh lên thì thấy cảm giác như nó ăn màu rất là vừa ấy. Cái này như kiểu là một cái mở rộng thêm ấy, để ai thích một vạch thì một vạch, còn hầu như ấy là mình chụp bình thường đã khá là đủ dùng rồi. Ảnh cưới mà các bạn biết đâu, tức là nó sẽ có cả kiểu chụp studio, chụp ngoại cảnh các thứ, thì thử xem là khi mà vào trong điều kiện ánh sáng studio thì nó sẽ như thế nào. Đây là ảnh mà mình đã chụp được. Đặc biệt cái này thì nó thêm về iPhone cũ cũng có ấy, thì là nó có một cái phần đó là cái gì nhỉ? Ánh sáng trường quay này. Đúng rồi. Khi mình vào studio ấy thì mình cho đây và mình thấy lại rất là hợp lý. Tức là kiểu mình có những cái chức năng mà mọi người cứ bảo chả tự dùng đâu. Về cái chất lượng ảnh ông gọi là ảnh sáng studio, mọi người đều bảo là chất lượng ảnh sáng cao, nhưng thực ra không có gì ở ngoài trời các bạn ạ.
cái thứ trong studio nhìn chung là mình đánh giá nó vẫn khó hơn. Cái chất lượng da hình ảnh thì mình thấy là white balance à, nó đo cái chất da trong vẫn là rất là người. Mà cái này là hoàn toàn chụp là không hề sử dụng chế độ chụp đấy đúng không? Chuyên nghiệp đúng không? Nhưng hoàn toàn cái này là mình là rơi lên chụp thôi chứ không có dùng chế độ chụp chuyên nghiệp gì cả. Uh-huh. Cho chị Hà Vy tiếp tục trên thêm nữa. Thì em thấy buổi chụp ảnh cái buổi chụp hôm đấy ý, mặc dù là đã make up các thứ lồng lộn, mặc váy cô dâu này kia rồi và mình rất là kỳ vọng vào những bức ảnh rất là đẹp. Tuy nhiên khi mà bắt đầu cầm iPhone lên thì mình nghĩ là thôi, nhưng mà hôm nay là chụp điện thoại như thế này thì chắc là chất lượng ảnh ra thì nó cũng chỉ vừa phải thôi, chắc chắn là sẽ không bằng được là đi chụp bằng máy kỹ thuật số các thứ ấy. Tuy nhiên khi mà mới chỉ chụp những cái bước đầu tiên là những cái bước mà anh Phong chụp chân dung cho mình ở chỗ Metropole ấy, thì khi mà xem ảnh mình đã kiểu ôi, nó gần như là không khác gì khi mà các anh hợi chụp cho bằng máy kỹ thuật số ấy. Về cái độ xóa phông và mình thì cũng không biết rõ về những cái kỹ thuật như là anh Phong vừa chia sẻ. Tuy nhiên khi mà xem ảnh thì mình thấy là thật sự rất là ưng. Mặc dù đấy là ảnh gốc và chưa chỉnh sửa gì ấy. Ví dụ như là đi chụp ở ngoài khi mà mình xem ảnh ấy thì thường anh ấy sẽ bảo là ảnh này là ảnh chưa chỉnh đâu em. Đúng, về nhà anh sẽ chỉnh cho. Đúng rồi, thế nên là nó chưa thể đẹp được. Và về nhà thì anh sẽ chỉnh thêm sau các thứ. Tuy nhiên khi mà xem bằng iPhone hôm đấy thì đúng là chụp ra một cái là mình thấy ok luôn. Chỉ cần chỉnh chiếc thêm một tí theo cái sở thích riêng thôi ấy, là hoàn toàn có thể up lên các trang mạng xã hội rồi. Khi bạn sở hữu một chiếc máy đắt tiền thì các bạn rơi máy ảnh lên là bạn chụp đẹp. Đấy, ok, rồi. Thôi. Mình dừng lại sự giả tạo này đây. Như vậy là ngày hôm nay thì nhờ có chiếc iPhone 13 Pro Max được tài trợ đến từ nhãn hàng SamWest nên là bọn mình đã thực hiện được một bộ ảnh cưới cho chú rể Nguyễn Mỹ Linh và cô dâu Trịnh Hà Vy. Và kiểu mình... MC đám cưới sợ ấy nhỉ? Công nghệ nhá, không phải chân cưới hỏi đâu, không phải là chuyên mục bạn muốn hẹn hò, bạn muốn chụp ảnh cưới thử, bạn muốn chụp ảnh đám hỏi. Đừng quên nhá, nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm iPhone 13 series thì hãy click vào đường link bên dưới bọn mình có để ở SamWest. Sẽ có rất nhiều những chương khuyến mãi ưu đãi cực hấp dẫn khi mà các bạn mua hàng lần đầu tiên này với chính hãng Việt này. Bây giờ xin chào và gặp lại các bạn. Cheers. Không ai có nhận được hoa của cô dâu cả.